Quê hương Kinh Bắc xưa nay đã nổi tiếng với những làn điệu dân ca quan họ thấm thiết trữ tình. Nhưng nếu ai có dịp ghé đến nơi đây vào ngày hội xuân mới thấy hết được không khí tưng bừng khi mùa xuân đến. Trống đã rục bên sân đình, trong dòng người hối hả ngược xuôi. Bên này, bên kia, những nón quai thao tròng trành, những áo dài the tha thướt, thắt dài lụa mềm. Chị hai, chị ba, lộng lẫy như mang nắng về, cho hội xuân càng tưng bừng rộn rã. Cho lòng ai yêu vụng nhớ thầm, tình quen trong một khắc, nghĩa đề dài trăm năm. Hãy subscribe.